Cùng theo chân Ngọc Mai để biết được những nàng hậu châu Á này là ai nào. Vào năm 1959, đại diện Nhật Bản là Akiko Kojima đã trở thành thí sinh châu Á đầu tiên đăng quang. Dù chiều cao hơi khiêm tốn nhưng vẻ đẹp sắc sảo của cô khiến cho ai cũng phải ngước nhìn đó nha. Tiếp theo là Apsara Hongsakula, là hoa hậu hoang vũ Thái Lan đầu tiên đăng quang năm 1965. Tuy nhiên, dù ở độ tuổi 74 nhưng cựu hoa hậu vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ khiến nhiều người bất ngờ. Năm 1969, thí sinh đầu tiên của Philippines đăng quang Gloria Diaz. Nối tiếp thành công, Margie Moran đã mang về vương miện thứ hai cho Philippines. Vào năm 1988, thì hoa hậu Boy Simon là người đẹp đầu tiên rước em vương miện và ấm luôn giải phụ trang phục dân tộc đẹp nhất đi về nhà. Không chỉ là nữ diễn viên xuất sắc, mà cô nàng Sushmita Sen còn là người đẹp Ấn Độ đầu tiên chiến thắng cuộc thi này khi chỉ mới 18 tuổi. Người đẹp Ấn Độ tiếp theo, Lara Dutta, đội một lúc hai chiếc vương miện từ hai cuộc thi nhan sắc lớn, trong đó có cả Miss Universe luôn đó nha. Và Ryo Mori là người đẹp Nhật Bản thứ hai đăng quang Miss Universe sau 48 năm. Tiếp theo, chắc các bạn cũng đã biết Á hậu Hục Pia Wurtzbach thẳng tay ném danh xưng ra chuồng gà để đổi chiếc vương miện hoa hậu danh giá vì sự cố nhầm tên đúng không nào. Cuối cùng là người đẹp được yêu thích nhất, Gatriona Gray của Philippines. Cô cũng là hoa hậu gây tranh cãi trong cuộc thi sắc đẹp năm nay bởi có quá nhiều người đẹp bị tố là copy của Kat quá đi nha. Không biết là đến khi nào thì mới có thêm đại diện châu Á đăng quang để Ibis đưa tin nữa đây ta. Cùng theo dõi để cập nhật ngay cùng với chúng tôi nhé.